Cảm ơn thương hiệu FE Credit đã đồng hành cùng chương trình. Cùng chúng tôi đến với điểm cuối cùng trên hành trình đầy thiêng liêng mang nàng đẻ đầu. Từ từ thôi, từ. Hết thở, thở đều nha. Giống như là mình giỡn giỡn vậy đó. Liên tục hơi nữa luôn, ba hơi liên tục. Trên máy ra nè. Bao nhiêu tháng ngày mình mang nặng đẻ đau, cuối cùng em bé ra và có thể ôm em bé vào lòng, em cảm thấy những cái chuyện rất là thiêng liêng, em rất là xúc động với cái phút đó. Rồi. Không la, hết thở. Em sẽ không bao giờ đẻ nữa chị ơi. Trời ơi. Phụ nữ khổ mà đàn ông cũng khổ. Đàn ông có bầu cũng khổ chứ phụ nữ thôi. Thực sự rất là kỳ diệu. Người phụ nữ của chị Giang thì chắc chắn dù giá nào thì cũng sẽ ở bên cạnh những ngày tháng đó. Cả sẽ có trong tập 12 của chương trình Khi đàn ông mang bầu, được phát sóng vào lúc 20:30 ngày 9 tháng 8 năm 2018 trên kênh VTV3.